Caddy sân golf, lương cao nhưng nhiều áp lực. Ngày nay công việc của caddy không chỉ là kéo túi gậy golf mà đã được mở rộng ra và hỗ trợ người chơi golf nhiều mặt hơn. Cụ thể, caddy sẽ tư vấn và hướng dẫn cách đánh cho người mới chơi, lao bóng, đào hố cát, quan sát và tư vấn về đường đi, đặc điểm sân golf. Một caddy chuyên nghiệp có hai yêu cầu đầu tiên và bắt buộc là sức khỏe và kiến thức về golf. Ngoài ra, caddy còn phải có những kỹ năng khác như giao tiếp tốt, biết động viên và cổ vũ khách hàng sau mỗi pha bóng, đúng giờ, tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận và chu đáo. Vì khách hàng đều là những người ưu tú, giàu có và thành công, nên đòi hỏi caddy cũng phải giữ tác phong chuyên nghiệp tận tình. Vì sự hỗ trợ và tư vấn của caddy có thể tác động đến kết quả của một trận golf, nên chuyện golfer đổ lỗi cho caddy khi đánh bóng hỏng, thua trận là hoàn toàn có thể xảy ra. Ở Việt Nam, lương cứng của caddy dao động từ 3 đến 5 triệu đồng, tùy theo khu vực sân golf và kinh nghiệm của caddy. Về tiền thưởng của khách, Nguyệt Gold, một TikToker chuyên làm các nội dung về golf cho biết, golf thủ sẽ chi khoảng 500.000 đồng tiền tip cho caddy. Tính tổng lại, thu nhập của caddy rơi vào khoảng 10 đến 20 triệu đồng, tùy vào kinh nghiệm cũng như năng lực của mỗi người.